Nghệ sĩ Giang Còi lạc quan trước căn bệnh ung thư họng đã di căn đến giai đoạn 3. Hôm nay ngày 22 tháng 1, chia sẻ về tình trạng sức khỏe sau khi nhập viện kiểm tra, nghệ sĩ Giang Còi cho biết: "Tôi rồi, ung thư hạ họng giai đoạn 3. Căn bệnh ung thư của tôi rất khó phát hiện, khi biết được thì cũng là lúc di căn rồi." Trước đó, nghệ sĩ Giang Còi bị mất tiếng khi đang quay chương trình Sức Nước Ngàn Năm cho VTV cách đây hơn một tuần. Nữ diễn viên Trà My, người thân thiết với Giang Còi, cho hay khi đang quay chương trình ở Quảng Ninh, Giang Còi gọi cho chị, theo thào thông báo đã bị ca. Nữ nghệ sĩ ngay lập tức trấn an đàn anh và hướng dẫn Giang Còi vào viện. Được chẩn đoán nghi có khối u ở họng, anh nhập viện ung bướu để xét nghiệm. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán các triệu chứng bệnh thuộc thể u sùi hạ giọng song lê bên phải, tổn thương thứ phát phổi hai bên, tổn thương thứ phát ở gan, xơ gan, sỏi túi mật. Chứng mất tiếng là do dây thanh quản bị sùi và liệt, giống như dây đàn không có độ ngân nữa nên gây ra mất tiếng. Nếu đó là tổn thương của viêm hay lao thì điều trị sẽ phục hồi, nhưng nếu là u thì phải sinh thiết tế bào. Tuy nhiên, hiện tại thì số tiêu cầu của nghệ sĩ Giang Còi quá thấp. Lúc mới nhập viện là 68, bây giờ lên 148, mà với người bình thường là từ 150 đến 300. Các bác sĩ đã chỉ định truyền huyết tương để nâng lượng tiêu cầu lên. Sau khi làm sinh thiết tế bào, nghệ sĩ Giang Còi được xác định ung thư giai đoạn 3. Anh nói, bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị cho tôi là truyền hóa chất vào thứ tư hàng tuần. Tổng thiệt hại 60 triệu một lần, tháng 4 lần, đợt 1 sẽ điều trị hóa chất 2 tháng. Tuy nhiên, nghệ sĩ Giang Còi cho biết, tôi đã quyết định không điều trị hóa chất. Các bác sĩ rất khó khăn khi báo tình trạng bệnh cho tôi, nhưng tôi cảm thấy thật đơn giản. Tôi còn những 2 năm nữa cơ mà, tôi sẽ lại lao vào công việc. Nếu chết thì chết trên trường quay, chứ không muốn hấp hối trên giường bệnh. Tôi sẽ để nguyên cho đẹp xác, chết trẻ, khỏe ma. Nghệ sĩ Giang Còi chia sẻ thêm, sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên của đời người. Cường độ lao động như tôi ở tuổi này mới bệnh thì ông trời thương lắm rồi, kêu ca nổi gì đâu. Chẳng làm đạo diễn, chẳng đi diễn được thì làm phê bình, biên kịch, biên tập. Miễn là được làm nghề thì sự tồn tại của tôi mới gọi là sống được. Nam nghệ sĩ cũng hài hước chia sẻ, trong 3 ngày tới anh cấm bạn bè đến thăm quay phim, chụp ảnh vì tóc bạc, người gầy gò, cười như mếu. Trước khi bị ung thư, nghệ sĩ Giang Còi từng khổ sở với bệnh hen phế quản, khỏi hen 2 năm thì bị viêm phổi, sau đó là điều trị vì lao. Suốt 18 tháng, ngày nào cũng một phốc thuốc, nghĩ đến uống thuốc là thấy rùng mình. Nhưng giờ tôi hết lao, hết hen rồi, còn mỗi men gan cao nên gần đây đã kiêng rượu, thuốc lá, anh nói. Nam nghệ sĩ chia sẻ, 2 năm trước đây còn vào viện hát cùng với Trà My để động viên tinh thần các bệnh nhân ung thư. Năm nay đến lượt mình được động viên. Ông muốn gửi lời nhắn nhủ đến khán giả, đừng như Giang Còi lúc nào cũng tham công tiếc việc mà coi thường sức khỏe. Và nếu có bệnh hệ gì thì cũng đừng bấu víu cuộc sống. Mặc dù mắc thêm bệnh ung thư nhưng anh vẫn tếu táo, hài hước như lúc trước, thậm chí còn coi nhẹ cái chết. Trước khi vào viện, anh cũng đã xác định tâm thế đón nhận tin xấu nhất. Anh tâm niệm, mình sống được 60 năm thế này là quá đủ rồi. Không nên bấu víu cuộc sống nếu sức khỏe, số phận không còn cho sống nữa. Cuộc đời tôi dù sống được 60 năm, cũng bằng người khác sống 8-90 năm. Vì cường độ sống, làm việc của tôi rất cao, nghệ sĩ Giang Còi nói. Nghệ sĩ Trà My, người đồng nghiệp thân thiết của nghệ sĩ Giang Còi, là người đầu tiên được anh chia sẻ về bệnh tình của mình. Trà My là người sẵn sàng lắng nghe, giúp đỡ mỗi khi tôi cần. Cô không chỉ là bạn diễn ăn ý trên sân khấu hơn 20 năm kể từ gặp nhau cuối tuần, mà còn là người em thân thiết, luôn hết lòng với bạn bè. Hôm qua đi diễn về, cô ấy vào thăm tôi ngay, nghệ sĩ Giang Còi chia sẻ. Nghệ sĩ Trà My cho biết dù mất tiếng nhưng nghệ sĩ Giang Còi không muốn cầm bút viết mà cố gắng nói bằng giọng thật hơi yếu và thều thào của mình. Cũng theo chị, nghệ sĩ Giang Còi đã bỏ thuốc lá được 2 tháng và bỏ rượu được 2 tuần. Ung thư hạ họng ở Việt Nam hay gặp hơn ung thư thanh quản, nhưng kết quả điều trị lại kém hơn do các triệu chứng lâm sàng ban đầu tương đối kín đáo, phần lớn người bệnh đều khám ở giai đoạn muộn. Theo Hiệp hội Quốc tế chống ung thư, UICC, ung thư hạ họng là ung thư xuất hiện theo 3 vùng, xoang lê, vùng sau nhẫn phễu và vùng thành sau hạ họng. Ở Việt Nam, ung thư hạ họng đứng thứ 3 sau ung thư vòm họng, ung thư mũi xoang trong phạm vi ung thư vùng tai mũi họng. Về nguyên nhân bệnh chưa được xác định rõ, một số yếu tố có liên quan hay gặp nhất là những người vừa nghiện rượu và thuốc lá. Ngoài ra, các yếu tố kích thích niêm mạc họng như các khí, hơi, bụi mang tính nghề nghiệp của những người hay tiếp xúc với các chất này. Nghệ sĩ Giang Còi từng trải qua 2 cuộc hôn nhân tan vỡ. Nhiều năm qua, ông sống đơn thân, một mình nuôi các con khôn lớn và cảm thấy mình vẫn may mắn ở tuổi này, vẫn còn được khán giả yêu thương. Chăm sóc cho nghệ sĩ Giang Còi, hiện nay tại bệnh viện là cô con gái đang học lớp 11. Nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, học cùng lớp với nghệ sĩ Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Tú Anh. Ông được yêu mến qua nhiều vai hài trong chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần, đặc biệt là các vai kết hợp cùng nghệ sĩ Văn Hiệp, Quang Tèo. Hiện tại ngoài công việc diễn xuất, Giang Còi còn làm đạo diễn của nhiều tiểu phẩm hài, phim tài liệu, thực hiện theo đơn đặt hàng.